Đây là Sài Gòn về đêm. Sài Gòn thứ bảy ngàn hoa trên đường, lòng mình cứ tưởng mùa xuân yêu đương. Không phải ngàn hoa trên đường mà ngàn con người ở trên đường. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sài Gòn về đêm rất là đẹp. Ở đây là khách sạn Dolphin Shop thuộc Andong Plaza. Đây là buổi sáng. Đây là mình sẽ ăn sáng trong khách sạn. Đây là những món bộ điểm tâm, điểm tâm cho buổi sáng. Sáng ăn phở với chú Sáp nè. Hôm nay ông ăn hợp ghê. Rất là dở không á. Sau khi ăn sáng xong, mình sẽ ngồi ở sofa này. Ở đây mình có thể ngắm được toàn khu vực quận 5 á nha. Mùa này là mùa mưa, cho nên ở miền Nam là mưa suốt. Gặp mấy ngày nay là mấy ngày bão. Mưa gọi là mưa tầm tã, mưa xối xả. Ở đây là khu vực chợ Bến Thành. Mình đi ăn bún riêu mà mình về không được. Khu này là khu Trượt Băng. Nó nằm trong cái khu Windham á. Đây là tòa tháp La Mắc 81 nằm trong cái khu Windham. Buổi tối, khu vực này nằm ở quận 2 nha. Windham lên đèn rất là đẹp. Thành phố lên đèn. Khu này về đêm rất là đẹp hết chứ. Đây là lần đầu tiên mình đây. Đây mình đang đứng trên cây cầu vượt.
cái vượt, cái cầu vượt này để mình đi qua bên cái khu công viên á, công viên của Winham á. Còn đây là Sài Gòn, trung tâm quận nhất. Trên con đường Nguyễn Huệ, gần gọi là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là cái đài phun nước. Đài phun nước hoa sen. Nó có cái bông sen, mình kêu bằng đài phun nước hoa sen đi. Hôm nay trời không có mưa, đẹp trời. Buổi tối là trời không mưa, ban ngày thì trời mưa tầm tã. Ở trời mưa thì mình nghĩ nó không đông đúc đâu. Hôm nay trời buổi chiều, buổi tối trời không mưa cho nên mọi người ra đây đi dạo rất là đẹp và đông đúc.